về lời tiên tri của Nostradamus. Con có câu hỏi về nhà tiên tri Nostradamus. Nhiều người tin rằng ông đã tiên đoán về chiến tranh và tai họa xảy ra trong suốt lịch sử nhân loại. Và một lá thư viết cho con trai, ông nói rằng sẽ có sự bùng nổ lửa khắp thế giới, sẽ mang đến rất nhiều tai họa và những chuyển động lớn, đến độ hầu như không mảnh đất nào là không bị chìm trong nước. Và điều này sẽ kéo dài đến khi tất cả đều hủy diệt. Và ông nói rằng mưa sẽ giảm rất nhiều và có rất nhiều lửa. Và tên lửa rơi xuống từ thiên đàng đến nỗi không thứ gì thoát khỏi sự hủy diệt. Và điều này sẽ xảy ra trước khi có trận tai họa cuối cùng. Rất đáng sợ, nghe tương tự nhưng còn tệ hơn những sự kiện thật mà chúng ta thấy trước giờ. Vậy sư phụ, có phải những nhà tiên tri như thế về tai họa cho thế giới của chúng ta lẽ ra đã xảy ra nếu không có hồng ân của thiên đàng? Sư phụ, có thể đã xảy ra nhưng chúng ta đã cố gắng ngăn chặn. Chúng ta đã cố gắng ngăn chặn cho nên hiện tại đã khá hơn. Điều đó có thể đã trở nên tệ hơn. Quý vị thấy chứ? Đó là tại sao quý vị nói rằng những điều tiên tri nghe tệ hơn những sự kiện thật. Ông đã nói sự thật, nhưng rồi chúng ta, một số người có đạo đức rất tốt và cùng nhau, chúng ta đã ngăn chặn một số thảm họa của thế giới mà lẽ ra đã xảy ra cho địa cầu và nhân loại. Tuy nhiên, gần đây trong bản tin Thanh Hải Vô Thường Sư, bản tin của chúng ta, họ đã in bài viết về những lời tiên tri của Nostradamus, một tiên tri khác. Và quý vị sẽ thấy một viễn ảnh tốt đẹp hơn về thế giới của chúng ta sau sự thanh lọc lớn. Nhấn, bản tin có nói rằng sẽ có ít nhất là 1.000 năm vô cùng hòa bình và thịnh vượng nhờ sự xuất hiện của một vị lãnh đạo thế giới hay một đấng cứu thế. Sư phụ, vậy rất tốt, phải, đó là một tin vui. Trong vài năm nữa, có thể mọi người trở thành thuần chay và họ sẽ chán chiến tranh, có thể sẽ có hòa bình thế giới. Cứ hy vọng là như vậy và cầu nguyện. Đạt viễn ảnh thiên đàng tại thế. Nội dải ngân hà của chúng ta vũ trụ rất lớn. Tôi chỉ nói về dải ngân hà của chúng ta. Gần hơn, dễ hơn và cũng đủ rồi. Bởi vì trong toàn vũ trụ có những ngân hà ít nhiều tương tự như của mình. Chỉ riêng trong ngân hà của mình có vô số tinh cầu tương tự như chúng ta. Cư dân tương tự như chúng ta trên địa cầu. Đa số có tiêu chuẩn đời sống cao hơn mình. Xe hơi bay hoặc những công cụ như vậy rất thông dụng và bình thường đối với lối sống của họ trên các tinh cầu đó. Do đó không cần dầu xăng, may mắn thật, ở đó họ thậm chí không cần thứ đó. Họ đều ăn thuần chay, ở những tinh cầu phát triển cao đẳng đó họ đều ăn thuần chay, có nghĩa là trường chay không chút liên hệ đến sản phẩm động vật, không vết máu động vật trong dinh dưỡng của họ. Và họ sống thuần khiết bằng tình thương và lực lượng thiêng liêng. Họ luôn luôn câu thông với đấng thiêng liêng và hòa bình với chính mình và hòa thuận với nhau. Họ du hành bằng tư tưởng và thậm chí từng cá nhân bằng dây đai quanh bụng hoặc một cái đĩa dưới chân hoặc thậm chí vật gì đó trong tay hoặc chung quanh thân thể, thí dụ vậy. Chỉ cần bấm nút là họ đi, đó là phương tiện vật chất. Tôi đang nói về những hành tinh vật chất. Tôi không nói về các tinh cầu vô hình như chúng sinh tâm linh thuộc cảnh giới cao hơn. Những chúng sinh tâm linh cao đẳng này, họ thậm chí không cần đĩa bay, dây đai hay đĩa bay gì cả. Tôi đang nói về những tinh cầu vật chất tương tự như của chúng ta. Họ có đĩa bay, dĩ nhiên. Họ có loại đĩa mà họ có thể bay chung với nhau. Họ có xe bay, họ có dây đai bay cá nhân, đĩa bay, vân vân và vân vân. Hành tinh khác nhau có những phát triển khác nhau và những điều khác nhau để cống hiến cho con người. Do đó, trong đa số thế giới văn minh cao đẳng đó, người ta không làm cực nhọc để có thức ăn. Họ không cần phải làm việc để sinh sống, đừng nói chi đến việc phải giết bất cứ sinh vật nào để ăn. Điều đó đối với họ là dưới phẩm giá, ngoài sự tưởng tượng. Cho nên thức ăn của họ rất đơn giản và chút ít. Một số thậm chí không dựa vào thức ăn để sống. Công dân trên những tinh cầu văn minh cao đó đóng góp những gì họ thích và những gì họ có thể làm vì sự tốt lành chung của tất cả mà không cần trả lương hay phần thưởng. Họ cùng làm việc với nhau trong hòa bình, cảm thông
hoàn toàn và hợp tác. Không có tranh đua cho công việc cao hơn hay thăng chức tốt hơn như cách chúng ta làm ở đây. Nếu có tranh đua gì đi nữa, đó chỉ hoàn toàn cho sự tiêu khiển và thú vui, chỉ làm trong tình thương. Và những nhà lãnh đạo được tôn kính tuyệt đối và được chọn bởi đức hạnh và khả năng, không phải qua hành động tranh cử hay quảng cáo. Họ không cần chi một xu nào để tự quảng cáo cho mình hoặc đi từ thành phố này sang thành phố khác để nói với công chúng họ tốt thế nào và vân vân. Bởi vì trong một tinh cầu văn minh như vậy, tiêu chuẩn đạo đức và tinh thần của mọi người được trông thấy rõ ràng bằng sắc thái, cường độ hào quang chung quanh họ và mọi người có thể quan sát. Cho nên nếu quý vị tốt và đạo đức, hào quang bao quanh quý vị sẽ sáng rực và đầy màu sắc mỹ miều. Mọi người sẽ nhìn thấy đạo đức của quý vị từ trong ra ngoài, không có bí mật, không có gì mờ ám, không có mật vụ. Không có chuyện tích lũy của cải và tài sản, bởi vì mỗi một công dân của loại xã hội như vậy biến hóa ra những gì họ cần, tùy theo lực lượng công đức và đạo đức của chính họ. Nhưng dù sao, nhu cầu của họ rất ít và họ mãn túc từ bên trong, cho nên không có tham lam và ham muốn cho sự thỏa mãn bên ngoài. Mọi người cảm thấy họ có tất cả những gì họ cần. Cho dù họ không có thì đã có một tiệm chung hoặc một khu vực chung, nơi mọi thứ đều có sẵn rất nhiều. Và ai cũng có thể đến lấy bất cứ gì họ cần mà không phải hỏi. Không có người canh gác, không có khóa, không có điều kiện gì cho loại tiệm chung này. Phần lớn người ta nếu họ cần gì, trong một số xã hội có cần, một số xã hội không cần. Nhưng hầu hết, nếu họ có cần bất cứ gì từ kho tàng chung, thì họ cứ lấy để họ có thể hoàn tất một số công việc gì đó, hầu phục vụ sự tốt lành chung cho tất cả. Chứ không tích lũy bất cứ gì cho chính họ, hoặc thậm chí cho lòng ham muốn của họ. Bởi vì họ luôn luôn, luôn luôn hạnh phúc, và họ câu thông với thiên tánh của họ và của vũ trụ. Nếu vì lý do nào đó, chúng ta may mắn biết được loại tinh cầu như vậy, hoặc loại chúng sinh văn minh này, thì sự hạnh phúc và hòa bình của tinh cầu đó, hoặc của những người trên đó, sẽ khiến chúng ta vô cùng ao ước được đến đó. Và sẽ không còn quan tâm quá nhiều đến lợi lộc và sự khen chê của thế giới này. Chúng ta sẽ rời thế giới này ngay nếu có cơ hội để gia nhập họ. Nhưng vì chúng ta chưa phát triển như họ về tâm linh, tinh thần, tâm lý và đạo đức, một số chúng ta chưa được, cho nên chúng ta không thể quá gần gũi với họ. Cũng không thể gia nhập họ, hoặc tinh cầu chúng ta không thể xếp cùng hạng với họ. Cho nên họ thiết tha chờ đợi. Họ đã truyền thông điệp đến chúng ta rằng chúng ta nên phát triển hơn nữa để có thể bắt kịp với toàn hệ thống ngân hà. Và rằng họ luôn luôn đứng bên để giúp chúng ta, để nâng cao đẳng cấp của sự hiểu biết tâm linh, khả năng tinh thần cũng như kỹ thuật của mình. Nhưng trước giờ họ chỉ đứng bên chờ, bởi vì chúng ta chưa sẵn sàng và họ sẽ không ép chúng ta theo ý muốn của họ. Họ vẫn chờ đợi và chờ đợi đến khi chúng ta sẵn sàng. Ngày nào chúng ta vẫn chưa chọn lối sống theo tiêu chuẩn vũ trụ cao, chúng ta sẽ khó có thể tìm thấy sự an bình bên trong chính mình, đừng nói chi đến sống an bình với những chúng sinh khác trong vũ trụ. Chúng ta sẽ không thể liên lạc với công dân của các hành tinh lân cận, vì vậy chúng ta không biết sự hiện hữu của họ. Tuy nhiên không khó để thay đổi tất cả điều này, rất dễ. Rất dễ để biến giấc mơ của mình vào hiện thực. Chúng ta chỉ cần quay về với bản tánh thương yêu nguyên thủy của mình, bởi vì đó là bản thể của chúng ta. Chúng ta là tình thương, là sự thiêng liêng, là lòng từ bi, là tất cả điều tốt nhất trong vũ trụ, chỉ là chúng ta quên. Và tiêu thụ thịt, dùng rượu, mang các chất kích thích và ma túy vào cơ thể sẽ chỉ đưa chúng ta ngày càng xa cách và xa cách thế giới rất an bình mà chúng ta hằng mơ ước, mà chúng ta rất muốn sống trong đó. Cho nên xin hãy quay lại. Hãy từ bỏ bất cứ gì làm đè nặng tâm mình và đón nhận đời sống cao quý mà chúng ta hình dung một chúng sinh yêu hòa bình nên sống, và sống đời sống đó. Chúng ta phải có đời sống đó. Chúng ta không nên chỉ mơ ước điều đó, mà chúng ta nên sống đời sống đó. Chúng ta tưởng tượng thiên đàng như thế nào, chúng ta phải sống như vậy.
rồi tinh cầu sẽ là thiên đàng. Mình hình dung thiên đàng là nơi có hòa bình, tình thương, hợp tác trong mọi chúng sinh. Đó là vậy. Nếu chúng ta có hòa bình và tình thương đối với mọi chúng sinh chung quanh, thì chỗ của chúng ta trở thành thiên đàng. Thật đơn giản. Chúng ta đã được nghe từ hàng ngàn, hàng triệu năm làm sao để đạt viễn ảnh thiên đàng đó, nhưng chúng ta không làm, không làm trọn vẹn. Có lẽ chỉ một chút, một phần. Cho nên nếu một số chúng ta quên, tôi xin được đặc ân nhắc nhở quý vị trở lại. Rất đơn giản. Hãy ăn chay, hãy yêu thương và nhân ái, hãy tha thứ. Và nếu có thể được, hãy làm người cầm đuốc. Có nghĩa là hãy khai ngộ. Nếu quý vị không biết cách làm, tôi cũng có thể nhắc nhở quý vị để được khai ngộ. Hoặc các hội viên chúng tôi có thể giúp quý vị với điều đó. Hoặc hãy đi tìm bất cứ người khai ngộ nào sẵn lòng giúp quý vị. Cho dù quý vị không có hứng thú gì về sự khai ngộ, thì chỉ cần ăn chay, làm việc thiện, tha thứ, như vậy là đủ lắm rồi. Để đảm bảo sự sống của quý vị trên địa cầu và đảm bảo một nơi trên thiên đàng. Mọi thứ khác sẽ tự động theo sau. Tất cả sự thiện lành, tất cả đức hạnh sẽ theo sau đó. Ăn chay, làm việc thiện, tha thứ. Ngày của Chúa. Trong Thánh Kinh, Thánh Phêrô cảnh báo những người ngoan đạo về kế hoạch của Thượng Đế dùng lửa để tẩy sạch thế giới khỏi nghiệp xấu tích lũy sẽ xảy ra vào thời điểm Chúa Giêsu Kitô tái thế để thiết lập hòa bình trên địa cầu. Thời điểm này còn được biết là ngày của Chúa. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như một kẻ trộm bất ngờ. Các thiên đàng bầu trời sẽ biến mất với một tiếng gầm. Các phần tử sẽ bị thiêu hủy bởi lửa. Và địa cầu cùng mọi thứ đã được hoàn tất. Trong nó sẽ trơ trụi, bị đốt cháy. Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng một sức nóng cực độ như vậy trên địa cầu có thể thật sự xảy ra trong tương lai gần đây, như nó từng xảy ra trước đây trong quá khứ. Tiến sĩ Ruvachar, một nhà địa vật lý và chuyên gia người Mỹ nổi tiếng về các nền văn minh cổ xưa, tiếp tục giải thích từ tiết mục kỳ trước của chúng ta về thảm họa lớn cuối cùng 12.000 năm trước của địa cầu. Đã có sự phóng khí khổng lồ từ mặt trời đập vào trái đất, gây ra thay đổi nhiệt độ khốc liệt hầu như chỉ trong chớp mắt. Nếu quý vị sống vào thời đó, quý vị sẽ thấy một thứ trông giống như các tia sét khổng lồ hoặc tia sét đánh và chạm vào mặt đất ở một số nơi. Mức độ phóng xạ cao, đủ cao để hủy diệt động vật hữu nhũ lớn, gồm con người ở nhiều nơi. Làm sao một số họ đã thoát được? Họ đi xuống lòng đất, vào các hang động, cuối cùng xây những thứ mà về sau trở thành các thành phố ngầm. Ví dụ như những gì chúng ta thấy ở Kapodisa tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Điều mà vợ tôi và tôi thường nói là điều gì đã xảy ra cho các nền văn minh tinh vi ban đầu và nó bị tàn phá như thế nào. Họ đã trải qua những gì? Tôi muốn nói rất rõ ràng, tôi không phải là người gây sợ hãi. Tôi là một nhà khoa học. Tôi nhìn vào bằng chứng, nền văn minh 5.000 năm qua đã có được một mặt trời khá ổn định. Bây giờ vấn đề là 70 hay 100 năm, có lẽ 150 năm qua, mặt trời đã trở nên bất ổn hơn. Và tất cả các dấu hiệu cho thấy mặt trời có thể trải qua một vụ nổ lớn khác. Sư phụ, chúng ta có thể bị nguy hiểm về mọi mặt, không chỉ mực nước biển dâng cao, không chỉ địa cầu ham nóng, không chỉ chủng loại bị diệt, không chỉ dông bão khan hiếm nước và khan hiếm mọi thứ. Nhưng ngay cả từ mặt trời, chúng ta có thể thu hút bão lửa mặt trời đến với mình nếu chúng ta không đạo đức, và nhiều điều khác. Chúng ta có thể dễ tổn thương về mọi mặt, vấn đề là vậy. Nếu chúng ta không đạo đức, nếu chúng ta không thay đổi đời sống mình trở nên từ ái hơn, rộng lượng hơn, giống như thiên đàng, thì chúng ta thật bất lực trước mọi việc đen tối xảy ra. Chúng ta có tất cả bầu không khí bạo lực này là do chiến tranh, thù hận, sát hại hàng loạt thú vật, vân vân, lạm dụng môi trường. Chúng ta sát hại quá nhiều, vì vậy thu hút loại bão lửa này. Chính loài người chúng ta thu hút bão lửa, nếu chúng ta tiếp tục, có thể còn tệ hơn vậy. Đó chỉ là một cảnh báo, chỉ là sự cảnh báo,
có thể tệ hơn. Tôi luôn nói với mọi người, xin quan tâm hơn đến tiêu chuẩn đạo đức. Xin hãy sống nhân ái hơn, xin hãy sống đạo đức hơn. Yêu thương nhau, hòa bình, đừng chiến tranh, đừng sát sinh, thuần chay. Đó là để bảo vệ mọi người. Nếu bão lửa mặt trời nổi lên, hoặc nếu quá nhiều nhiệt phóng đến, thì chúng ta khỏi cần nói đến thiên tai khác trên địa cầu. Đồng thời cũng có một năng lượng rất mạnh phóng đến chúng ta từ vũ trụ. Miss Lu, năng lượng tốt hay xấu là hủy diệt hay xây dựng? Xây dựng hay hủy diệt? Sư phụ, có lẽ là hủy diệt. Miss Lu, hủy diệt. Sư phụ, đó là bởi vì chúng ta không chịu nổi loại năng lượng này. Người địa cầu quá yếu ớt. Chỉ khi nào toàn địa cầu đổi sang thuần chay và mọi người chăm sóc tiêu chuẩn đạo đức bên trong của họ, thì chúng ta mới có thể chịu nổi năng lượng này từ những bùng nổ vũ trụ. Miss Lu, con người có quá nhiều nghiệp chướng, nghiệp quả. Sư phụ, quá nhiều. Miss Lu, có phải ý ngài là vậy? Sư phụ, phải, phải. Đồng thời mặt trời, nếu chúng ta không có lực lượng đạo đức, thì không khoa học hay kỹ thuật nào bảo vệ được mình. Có vài quả bom nổ chậm, chứ không phải chỉ một. Và thiên nhiên cũng là một trong số quả bom ấy. Để tao nói quý vị nghe bí mật này một chút thôi, không nhiều. Nhưng quý vị có thể hình dung thêm. Không cần tới bão lửa mặt trời, không cần siêu bão tố, thậm chí không cần đến sóng thần. Giả sử. Thôi được. Bây giờ ta đang nói ví dụ về một trong các quả bom nổ chậm. Giả sử thế giới thực vật đã chán ngán chúng ta và quyết định rằng chúng ta quá tệ, quá độc hại, quá bất nhân, quá tàn ác, quá kinh khủng với các loài khác, thì họ có thể nổi loạn. Họ có thể chứ. Vì vậy, thay vì thật ngoan ngoãn, bình thường như bây giờ hoặc nhân từ, thực vật có thể trở nên độc hại và gây chết người. Họ có thể hủy diệt toàn thể nhân loại. Thậm chí không cần chờ tới biến đổi khí hậu. Ngay cả rau củ mà chúng ta ăn hàng ngày, trái cây mà chúng ta thưởng thức, cũng có thể tiêu diệt chúng ta. Tất cả năng lượng không khoan dung từ thiên nhiên, từ thiên đàng, từ địa cầu, tất cả năng lượng đau khổ, giận dữ này đều đang nhắm vào chúng ta. Bom nguyên tử không là gì cả so với năng lượng này, như đồ chơi trẻ con thôi. Vậy nếu chúng ta muốn cứu chính mình và người thân, chúng ta phải quay ngược lại. Chúng ta phải nương vào bản tánh từ ái của mình và sức mạnh tiềm tàng của con cái Thượng Đế. Chúng ta thật sự là vậy để cứu thế giới. Với nhân loại đối diện thảm họa sắp xảy ra, lời khuyên bảo thông thái của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là chúng ta hãy có lòng từ bi và dùng lực lượng tâm linh nội tại của mình. Đây cũng là thời điểm chính trong lá thư của Thánh Phêrô. Vì mọi thứ sẽ bị phá hủy theo cách này, quý vị phải nên là người như thế nào? Quý vị phải sống đời đạo đức và thánh thiện khi quý vị mong đợi ngày của Thượng Đế và thúc ngày đó đến cho nhanh. Thánh Kinh. Thánh Phêrô cũng khẳng định rằng tại thời điểm đó, Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế sẽ đến để thiết lập một kỷ nguyên mới rực rỡ. Ngày đó sẽ đem đến sự phá hủy các thiên đàng, trời bởi lửa, và các phần tử sẽ tan chảy trong sức nóng. Nhưng theo đúng lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi một thiên đàng mới và một địa cầu mới, nơi sự công chính sẽ ngự. Thánh Kinh. Chỉ có thể hợp lý là nơi địa cầu mới đã hứa của Đấng Kitô, chỉ những người công chính có thể là công dân của một thế giới như vậy, nơi sự công chính sẽ ngự. Những người không đạo đức thì sẽ không thể sống ở thế giới đó. Do đó Thánh Kinh nói rằng, Đấng Kitô sẽ tiến hành phán quyết cuối cùng, qua đó chỉ những người công chính mới có thể ở bên cạnh Ngài. Tất cả quốc gia sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ tách riêng từng người ra, như người chăn cừu tách cừu ra khỏi những con dê. Ngài sẽ đặt cừu phía bên phải Ngài và dê phía bên trái Ngài. Rồi vị Minh Vương sẽ nói những ai bên phải của Ngài, hãy tới đây các ngươi được cha ta ban phước, cho thừa hưởng vương quốc chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ nền tảng của thế gian. Sau đó những người phía bên trái Ngài sẽ rời khỏi để chịu hình phạt vĩnh viễn, còn người công chính hưởng sự sống vĩnh hằng. Các truyền thống và ghi chép khác cũng nói về điều gọi là phán xét cuối cùng như sách bí mật của Enoch.
Một văn bản cổ xưa được viết và bắt nguồn từ vị tộc trưởng Do Thái tôn kính cùng tên Enoch. Khi tất cả sự sáng tạo hữu hình và vô hình như Chúa đã tạo ra sẽ kết thúc, rồi mỗi người đi đến cuộc đại phán xét. Đối với người công chính, kỷ nguyên vĩ đại sẽ bắt đầu và họ sẽ sống đời đời. Và trong số họ rồi cũng sẽ không có cực nhọc, không bệnh, không sỉ nhục, không lo lắng, không nhu cầu, không bạo lực, không đêm, không bóng tối, mà chỉ có ánh sáng tuyệt diệu. Và họ sẽ có một bức tường lớn không thể phá hủy và một thiên đàng sáng ngời và liêm chính. Sư phụ, mặc dù có một số đoàn thể, người tu hành như đoàn thể chúng ta, chẳng hạn, hoặc bất cứ nhóm nào tốt và những người tu hành thật sự tốt và đạo đức, mặc dù họ có rất nhiều công đức, đến nỗi họ thậm chí có thể giúp toàn thế giới, và không có gì sẽ xảy ra cho địa cầu. Cho dù họ làm được vậy, họ cũng không được phép. Họ được phép chia sẻ một phần công đức của họ, nhưng cứu tất cả thì không. Chúng ta sẽ để đâu những người sát hại nhau và giết tất cả thú vật và ăn thú vật mỗi ngày? Chúng ta để họ ở đâu? Thiên đàng sao? Họ tiếp tục làm vậy ở đó và biến nơi đó thành địa ngục, hiểu không? Tôi nhớ có một bộ phim tựa là Chân Trời Đã Mất, bộ phim xưa với tài tử Peter Finch, và họ tìm thấy Shangri-La. Và rồi một người trong nhóm nói, phải chi chúng ta mang mọi người đến đây thì hay quá, vì đây là thiên đàng. Và một người có trí huệ nói, đừng, nếu mang tất cả họ đến đây, chỗ này sẽ không còn là thiên đàng nữa. Phải, thật sự là vậy. Trích đoạn từ các bài giảng, các lời tiên tri cùng các buổi trình chiếu khai thị của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.